Thưa quý vị, nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đà Nẵng mở lại đường bay quốc tế, sự kiện Ngày hội khinh khí cầu với quy mô lớn diễn ra tại công viên APEC nằm đường Bạch Đằng. Theo đó, ngày hội đã thu hút đông đảo người dân thành phố và du khách đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Đến tham dự ngày hội sáng nay, có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Thưa quý vị, mặc dù mới 7 giờ sáng nhưng rất nhiều người dân thành phố và du khách đã có mặt tại khu vực công viên APEC lòng đường Bạch Đằng để tham quan và chiêm ngưỡng lễ hội khinh khí cầu tại đây. Với công tác chuẩn bị chu đáo, trong những ngày qua thì 17 quả khinh khí cầu đã được bố trí bay treo cố định tại lòng đường Bạch Đằng này. Tất cả đã tạo nên một không gian vô cùng lộng lẫy bên bờ sông Hàn. Sự kiện do Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng AHT chủ trì và tài trợ, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng ACV phối hợp tổ chức. Tại đây, đơn vị tổ chức đã sắp xếp 12 khinh khí cầu mini cao từ 7 đến 10 mét, 2 khinh khí cầu hơi cao 12 đến 15 mét và 3 quả khinh khí cầu cấp 7 cao 22 mét được dựng sẵn xuyên suốt 24 giờ để phục vụ khách du lịch. Ngoài ra, còn có trình diễn hoa đăng khinh khí cầu vào tối nay từ 19 giờ đến 20 giờ. Bên cạnh việc chiêm ngưỡng, chụp hình check-in, lưu giữ khoảnh khắc tại sự kiện có 102 ngày, thì rất nhiều người dân và du khách đã đăng ký tham gia trải nghiệm bay trên cao với khinh khí cầu, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng giữa thiên đường khinh khí cầu rực rỡ sắc màu. Cảm giác thì rất là hưng phấn, lần đầu tiên các con mình cũng được tham gia nên là một đây một trải nghiệm đáng nhớ. Vì cái lễ hội khinh khí cầu này là cũng diễn ra là nhiều nơi nhưng mà đây là lần đầu tiên Đà Nẵng thực hiện và mình được người dân và trực tiếp trải nghiệm. Chung là nó như vậy thì rất là hoành tráng, rất là vui mà nó có một cái không khí lễ hội rất là rõ rệt. Thật ra thì Đà Nẵng cũng đã đi nhiều lần rồi. Đây là cái lần đi du lịch đầu tiên sau mùa dịch đó. Mỗi lần tới thì thấy nó có những cái đổi khác của thành phố khiến cho người đã đi có bao nhiêu lần ta quay trở lại cũng thấy có những điểm mới để khám phá. Tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã tham quan và kiểm tra các khinh khí cầu, đồng thời trực tiếp trải nghiệm cảm giác bay trên cao với khinh khí cầu. Bên cạnh đó, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thủy Linh và Top 3 Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022 cũng tham gia giao lưu chụp hình cùng du khách. Ngày hội là điểm nhấn về hoạt động sự kiện du lịch tại thành phố Đà Nẵng và đây cũng là tiền đề để thành phố hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ, hấp dẫn trong thời gian đến, qua đó góp phần khôi phục du lịch Đà Nẵng.